Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Hiện tại em đang có mặt tại khu vực của xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Trước mặt chúng ta, con đường nhựa phía dưới là con đường 173 hay còn gọi là đường 883 mới ha. Đây là từ vòng xoay Hữu Định đi lên nè. Khu công nghiệp An Hiệp ha. Và cái hướng em đang bay live cam là từ bên khu vực của xã Sơn Đông. Đi thẳng qua bên khu vực của xã Tam Phước, Châu Thành của tỉnh Bến Tre. Thì khu vực giao nhau giữa xã Sơn Đông và xã Tam Phước thì có một cái cầu ha, đó là cầu Tam Sơn. Thì hôm nay em cũng tiếp tục cập nhật hình ảnh tại khu vực này để xem tiến độ cầu Tam Sơn ở nơi đây như thế nào rồi, gửi đến bà con mình cùng xem. Công trình đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 đi qua khu vực của Bến Tre hơn 9 km nữa kìa. Đi qua gồm có những cái cầu nhỏ như là cầu Ba Lai nè, rồi cầu Tam Sơn và cầu Sông Mã. Thì những cái cầu nhỏ này có thiết kế chiều rộng là 20,5 m. Và bên đây thì theo chúng ta nhìn thấy nãy giờ thì đang hình ảnh là những con đường dẫn, và ở khu vực này thì cũng chưa có giải phóng mặt bằng đường gom hoàn chỉnh ha. Thì có đoạn có, đoạn không. Bên tay phải chúng ta đang tiến hành khoan cọc nhồi nè. Và ở đây cũng đang được tiếp tục đổ đá nè, cái phần mố cầu ha. Và theo em nhìn thấy thì các công nhân kỹ sư vẫn đang tiếp tục làm trên cây cầu chính là cầu dẫn lên cầu Rạch Miễu nè. Nó thì khu vực này thì em thấy một đoạn cũng đã đổ mặt bằng cho cầu, và cái nhịp gần nhất này thì các công nhân vẫn đang dọn dẹp ha, chưa có đổ cái mặt bằng cho cầu. Thì cầu này gồm có 3 nhịp, mỗi nhịp thì gác 8 dầm ha cả nhà. Cái phần nhịp giữa này đã được đổ bê tông mặt cầu nè. Và cái phần nhịp cuối cùng này thì em thấy cũng đang tiến hành ráp thép vào để chuẩn bị cho việc đổ bê tông mặt cầu ha. Đây tiến hành ráp thép nè, cái phần ở trên các chầm cầu ha, để chuẩn bị đổ bê tông mặt cầu. Thì hai bên thì cũng đang tiến hành để khoan cọc nhồi nè, làm những trụ cầu cầu Tam Sơn cho đường đường gom ha. Bên đây thì cũng đang tiến hành làm đường gom nè. Ở đây cũng đang giải phóng mặt bằng đường gom một đoạn gần với cầu Tam Sơn này. Và bên đây là địa phận của xã Tam Phước, Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Em sẽ bay cao lên và nhìn sơ xa hơn về hướng của xã Tam Phước. Theo như tâm hình ảnh chúng ta nhìn thấy thì một bên đã được giải phóng mặt bằng đường gom nè, rất là dài. Và một bên còn lại thì cũng đang tiến hành, đang được giải phóng mặt bằng ha. Rồi, bây giờ em sẽ quay lại khu vực của cầu Tam Sơn này. Gửi hình ảnh công trình của cầu Tam Sơn trên đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 này, gửi đến cả nhà xem chi tiết hơn. Và chúng ta nhìn thấy thì ở đây cũng đang cho đá vào cái phần mố cầu chính nè, cầu dẫn của cầu Rạch, đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 ha. Cái phần này đang cho đá vào phần mố cầu nè. Và bên đây, bên phải màn hình thì cũng đang tiến hành lắp thép đổ bê tông cho cái phần mố cầu đường gom, cầu Tam Sơn của đường gom ha. Và cũng đã được làm những cái bệ trụ nè, và đổ thân trụ một đoạn rồi cho cái cầu nhỏ này, cầu đường gom này. Đó.
chia sẻ hình ảnh khu vực tại cầu Tam Sơn, đường đường dẫn chính và đường gom, gửi đến cả nhà. Thì cái phần mé bên tay phải màn hình cũng được làm rất nhiều ha. Giờ chỉ làm những cái mặt mặt trụ để gác dầm cho cầu của đường gom là rất ok luôn. Và khu vực phía trên này thì xe cuốc cũng đang làm việc nè. Ở đây thì cũng đã khoan nhồi rồi, đã đổ bê tông những cọc khoan nhồi rồi ha. Hai năm cọc, gồm có 5 cọc khoan nhồi đang đổ cái phần nền nè, cho trụ cầu. Đó, đây là phần trụ cầu cho đường gom của cầu Tam Sơn. Thì các xe cuốc và công nhân cũng đang làm việc. Thì phía trên cũng có tiến độ, cũng đang làm những cái bệ trụ cầu và thân trụ cầu ha. Thì tiến độ phía trên thì chậm hơn phía dưới một tí. Đây là những hình ảnh công nhân đang lắp thép nè, chuẩn bị để cho việc đổ bê tông mặt cầu ha. Thì theo tiến độ này em nghĩ là 1-2 ngày nữa sẽ đổ bê tông mặt cầu cho cái nhịp giữa này của cầu Tam Sơn. Đó. Công trình ở đây cũng đang làm việc hối hả luôn. Thì làm cho phần cầu chính này, rồi đang làm phần cầu cho đường gom. Đây thì những cái trụ cầu của cầu đường gom là đang được lắp ván khuôn, chuẩn bị đổ bê tông ha. Thì công trình ở nơi đây, những cẩu cọc khoan nhồi nè, rồi xe cút nè, xe ben nè, cũng đang làm việc rất là hối hả luôn.